Đoàn công tác của thành phố Cần Thơ vừa có buổi khảo sát kết nối sản phẩm tại một số khu điểm du lịch nổi tiếng của tỉnh Ninh Bình. Đoàn đã đến tham quan trải nghiệm tuyến 3 của khu du lịch sinh thái Tràng An, một sản phẩm hút khách của Ninh Bình hiện nay. Với hành trình dài khoảng 2,5 tiếng đồng hồ, du khách đã được trải nghiệm nhiều cung bậc cảm xúc mới lạ, hòa mình vào thiên nhiên hoang sơ, núi non hùng vĩ, hang động kỳ bí, huyền ảo, cùng những câu chuyện lịch sử đầy tự hào về các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước, xây dựng nên những triều đại vàng son trong lịch sử dân tộc Việt. Tiếp đó, đoàn đã đến tham quan chùa Bái Đính. Với kiến trúc độc đáo, chùa Bái Đính hiện đang nắm giữ nhiều kỷ lục. Trung bình mỗi năm, khu du lịch đón hàng triệu lượt du khách đến tham quan chiêm bái, đóng góp quan trọng vào sự tăng trưởng của du lịch Ninh Bình. Thông qua buổi khảo sát, đoàn công tác của thành phố Cần Thơ đã được giới thiệu về tiềm năng thế mạnh của du lịch Ninh Bình, các sản phẩm đặc trưng, tour tuyến hợp lý. Trên cơ sở đó, nghiên cứu trao đổi lượng khách, tiến tới phát triển hơn nữa mối quan hệ hợp tác đã được đặt nền móng vững chắc giữa hai địa phương. Trước mắt, tập trung gia tăng lượng khách vào mùa du lịch cuối năm, kích cầu du lịch nội địa, hình thành nên những sản phẩm du lịch mới liên vùng, hấp dẫn trong thời gian tới.